Yo, chào đến với channel của tôi. Và lần này chúng ta lại tiếp tục đến với part 2 của Sinh tồn Terraria ở phiên bản 1.4.0.4, hình như là thế. Và cái nhà tôi cũng vừa sửa xong. Tôi dành cả cái chỗ cả đêm đấy chiến đấu với zombie và xây lại nhà. Công nhận là nó khá là đẹp. Không ai được chê cái nhà tôi hết. Đẹp, đẹp rồi. Là mà tôi đã đi chặt khá là nhiều gỗ và tôi đánh nhau zombie tôi còn rơi được cái tay của zombie. Nó tốt và là tôi vứt luôn cả thì thật sự tôi không cần nói lắm. Chủ yếu ở cái phần này tôi sẽ đi tìm cái khu rừng, đi tìm một vài cái món đồ gì đó. Mấy ông thấy không, tôi là người rất là tốt. Tôi trồng cây, tôi gây rừng. Đấy, tôi cho hai cây đứng gần với nhau, một cây làm chẳng đến non, hai cây chụm lại thì nó vẫn chỉ là cây cây rồi. Sao tôi chặt cái cây nó lại ra cái trái chanh suốt không xương rồi. Khi mà cuộc sống cho bạn chanh, nói chung thực sự ở phiên bản này tôi để ý mãi có quả chanh ạ. Ăn thử nó. Ô happy à, happy happy rồi. Well fed. Ồ, tôi chạy nhanh rồi. Wow. Tuyệt. Khá là hay. No. Bảo tuyệt, bảo tuyệt. Bão tuyết thì đẹp được rồi. Tớ mau sẽ có cái lăng Ai Cập gì đó đấy, cái lăng kim tự tháp gì đó, cái gì đấy gì đấy angry gì. Ôi cái gì đây, vai đập đập phát mất 29 máu. Thôi. Cứ phải cầm này lên cho chắc ăn này nhá, tao biết ý đồ mày nhá. Biến đi, biến đi, đúng vậy, biến đi. Cái gì nữa này? Ê đồng lên, không. Sao khởi đầu ngoài rất là tốt, khá chuyện bình thường, chuyện bình thường. Sao nghĩ là mình nên có cái mũ nè, hai giáp nấm này, nấm mới ăn hồi 15 máu khá tốt đấy. Tôi lấy đấy, cái đấy. Mấy cái này đập xuống nhỉ. Ồ, đập được rồi, tí tôi lấy mấy cái tôi để gần chỗ nhà. Nó bớt quái. Để một cái ở đây đi. Ồ, không đi qua được. Chán thật, cứ phải giết cơ. Thế nào? Thế cái này ra đây. Hết bao tuyết rồi. Tuyệt. Con này thì tầm mốt máu. Cái thanh máu nó chuyển luôn. Khá là đẹp. Nó sửa khá là đẹp. Đây là lần đầu tôi thấy cây dừa luôn ấy. Đẹp phết. Cây dừa như nó sửa cái đồ họa ấy. Công nhận đẹp. Yeah, và đây là chỗ tôi vừa chết. Đó. Một. Thôi, khỏi. Quá đủ rồi. Đi đi, biến đi. Biến đi. Tuyệt. Thế nào? Chúng ta có cái gì ở đây?
gì ở đây này, cũng kiểm tra có cái gì thế này không. Nice. Này cái này tôi nhớ nhầm rồi. À đi thiếc à, thiếc hình như là thế. Cái này thôi á, ui chán ấy, kẻ nhạt á. Đó là gì ở đây, cái màu nó sẽ dẫn một cái hang này đó to lớn, chắc là cũng chả gì hết. Tuyệt. Tôi hy vọng sẽ có một cái hang gì đó ở dưới này. Ô, có cái mình cần rồi. Mấy ông thấy không? Tôi rất là pro. Cái này làm được cái gì? Web. Tăng 3 cái tầm đặt. Được rồi. Thôi. Grabber được không đi? Tôi chịu nhé. Tôi không biết con ấy còn gì hết. Mấy ông nào trình độ tiếng Anh giỏi qua giúp tôi. Sao mày lại muốn đuổi tao chứ? Biến đi. À, trở về cõi vĩnh hằng đi. Một con chim xấu xa. Cái này tôi nhớ là Platinum, à Silver. Gì ở trong đây này? Nghe được tiếng nước. Cái này sẽ dẫn một cái hang đúng không? Yeah, biết ngay mà. Tôi nghe tiếng nước chảy mà. Lòng nó sẽ không biết tôi. Tôi không nhìn gì cả. Ê. Tôi nghĩ tôi toàn phải mấy ạ. Ô, bằng cách của đó tôi sống à? Tuyệt. Quá đủ rồi. Quá đủ cái hàng nước rồi. Cái trèo nữa đúng không? Không trèo nữa. Ồ, cây có cao ấy. Có vẻ là khá tốt. Tôi sẽ trồng nó một cái cây cùng với người bạn nó ở đây. Đấy, tôi là người yêu thiên nhiên, đúng không? Thấy không? Yeah. Âm nhạc cũng khá là hay chứ. Ồ, cái cây vàng, tấm màu nó rớt ra đồ gì đó là tốt, hoặc là nó chỉ là một cái cây bình thường, tấm màu nó sẽ là một cái cây ngon. À, không sao, nhà phát triển luôn là rồi, những người nghĩ đến nhà nghiên cứu. What? Cái gì này? Vãi, cái gì đấy? Vãi. Hay. Ô vãi, sao con này là có cái... Tôi... Hay. Wow. Con flam này rất là đặc biệt đấy. Có một bóng bay ạ. Tôi thề tôi chưa nhìn bao giờ luôn. Cái gì? Vườn nu. Quỷ luôn á. What? Ồ. Đấy. Ồ. Này tôi cần cái này, tôi
cũng cần cái này, tôi cần, tôi cần thuốc gì nó một tối này, tạo ra lá. What? Phí. Vứt cái này đi, nên lấy cái này. Đấy. À, tốt đấy chứ. Ồ. Không đây còn gì nữa nhỉ? À đây là đường. Ở dưới đây là một cái hang. Đấy, tôi sẽ đánh dấu đường đi của mình. Tôi nghĩ video nó không còn là đi tìm cái chỗ khu rừng nữa, mà đây là video tôi đi đào rồi. Yeah, và video này sẽ khá là dài. Ồ, nice. Cần phù thì bù xem nào. Ơ, gì này. Nice. Ồ, đừng dây. Ui, chắc chắn là phải có đồ ngon, tôi thì chắc là chắc chắn là sẽ phải có đồ ngon. Kinh nghiệm chơi game lúc nào cũng phải đi theo cái đường ray, vì đường ray là nơi đã dẫn đến đồ ngon đấy. Ồ, cái gì đây? Thạch anh tím à? À, thạch anh tím thật. Đi thôi. Ê! Không nhìn gì cả. Từ. Nếu tôi nhầm thì đây là cái nhà. Đúng vậy. Yes. Tuyệt. Đấy. Thế nào. Cái giày. Giày Hermes. Người chạy có thể. Người dũng để chạy rất nhanh. Ok. Hình như tôi thấy cái gì đó. Đấy. Một cái nữa. Một đập nữa. Rồi ok. Rồi đi tiếp à. Tôi nghĩ là tôi ê cái gì đây, chịu từ anh bạn ấy. Được tôi vẫn muốn sống, tôi vẫn muốn sao đây, chạy nghề bình thường, tôi chạy hết sức bình thường. Ô cái giày chạy nhanh ấy. Giờ tôi tân trang cái nhà tôi. Tuyệt. Temple. Filter. Chết bom. Bom đất. Tôi dùng thử cái. Xe nào. Ô. Zombie từ khi nào cầm đuốc vậy? Ai thật. Bị khá tốt đấy. Ờ, đây là cái thằng bạn tôi, bạn ngoài tôi nhắn. Tôi đã bỏ qua, tại vì muốn hoàn thành cái hang của tôi trước. Ý nhỉ? Sao? Ồ, đấy. Tuyệt. Ồ. Đúng. Phải đặt cái gì đó lên chỗ này. Để đặt một tấm này là zombie không xuống được ngay. Sao zombie lại xuống được? Tại sao zombie lại xuống được? Trời ơi. Why? Thế chứ. Chết đi. Zombie. Ow. Zombie nguy hiểm đấy.
cứ đào dưới thôi. Từ từ làm này bọn nó tránh phá cái cửa đấy. Nó chỉ là nó đập đập cái cửa nhưng chắc nó không làm được gì đâu. Nghĩ tôi cần những cuốc khác, cuốc này hơi yếu, đào hơi chậm. Thực sự nó đúng là như vậy. Cái bàn chế tạo đâu nhỉ? Xem coi. Ui coi thấy ui toàn đồ mới ạ. Đây cục này nhá, chín cục ba chưa vào ba này cái này. Đấy cũng đặt lên nhau. Ô, không đi xuống được. Chờ tôi nhé. Chắc phải đặt thêm cửa nữa. Đặt thành này. Đây. Cứ đặt xuống trước khi chết. Đẹp luôn. Nhưng mà mình lag rồi. Nhưng mà NPC mình lag rồi. Nó bị kêu dấu á. Đấy, nó bỏ đi thôi. Tất nhiên. Chán thì cũng bỏ đi thôi. Cuộc vui thì cũng phải có lúc tàn. Ơ, quay lại thật đấy. Mày, quay lại. Quay lại. Đã bảo là cuộc vui thì cũng phải có lúc tàn rồi. Thế quay lại. Để cái này trên đây rồi này. Ôi trời, ngon. Đứng gần nhau con thì còn vừa craft đồ luôn. Lấy cái này 12 đam thì ngon hơn này. Lấy cái cuốc. Cuốc nó khỏe hơn. Lấy cái cuốc này. Đi. Lấy cái cuốc cái xẻng rồi coi. Đơn giản. Nó theo á. Rồi. Đấy. Ở đây để thêm mấy cái đồ thì rác rác vào trong đây nữa. Phế nên là các bạn kiểu tôi không thích đồng. Đồng tốt thế nào? Hay lấy vài cái không rồi tôi chả lấy đồng rác á. Dùng vào cái gì cứ đi. Đồng rác
cái giọt nước. Có thể là có cái hang nào đó ở gần đây. Và thường thì tôi chơi Terraria thì lúc nào tôi cũng làm này. Đợi cho nhanh đỡ chỉ một cái hang. Đây là một cái hang, hang chết. Bữa thế em ra cái hàng đấy luôn ạ. Nè, cứ thẳng xuống thôi. Cứ thẳng xuống một đào. Đào này mở tay quá. Ôi, nó xuống nó nhảy. Nè. Đó. Đấy, kia phải nhanh không? Còn rút mấy cái dây ở đây được. Hey, chuyện tốt chỗ nào ấy? Chết kìa. Quay lại đi em nào. Đấy, ngay. Không được đâu. Nghe là tự là tôi cảm khá là nhàn ấy, không biết đâu. Thực sự tôi chỉ đi đào thôi. Mặc dù tôi biết là content của tôi như shit ấy, nhưng mà tôi sẽ làm để tôi cảm vui. À, được. Đồ. Ồ, nó chết rồi. Ai mà nó nốt. Nó ra chỗ tôi không muốn hại ai đâu. Mới cũng hiểu tôi mà. Này. Cái gì đáng nước lắm. Đảo chỗ khác vậy. Cũng thích cái hàng này. Đảo có chữ. Rồi. Đảo tiếp. À không. Nhắm một. Đây, đảo này. Đấy. Rồi nếu mà có bom xuống chỗ này. À tôi có chưa đào. Đừng nổ. Tôi quên chưa đào. Tôi tưởng là nó có cái lỗ nhỏ ở chỗ này. Tôi ném qua được. Fuck. Quá đủ rồi. Giờ tôi sẽ đi tìm cái chỗ đấy. Tí này là tôi sẽ đi tìm cái khu rừng. Tôi sẽ đi tìm khu rừng. Hãy nhìn đây. Tôi đi tìm khu rừng. Mày cứ đợi đấy. Mày không biết gì chứ. Tôi nghĩ là video tôi đạt đã 25 phút rồi. Nó khá là dài và chả ai thích xem video dài hết. Nên tôi nghĩ tôi sẽ dừng video ngay ở đây thôi. Và tôi đi tìm khu rừng ở tập sau. Yeah.